phát hiện ra một con rắn lục đu đỏ mọi người. Mới vừa ra đóng ngõ mọi người thì mình đã phát hiện ra nó đó. Rắn độc mọi người. Đó, bằng đêm mọi người ra mà nó sơ ý là nó cắn mình mọi người. Rắn lục đu đỏ. Quá nguy hiểm đây, mọi người thấy không? Đó, đây rắn lục đu đỏ nha mọi người. Đó. Đó, mình xin hâm nè. Vừa không? Ủa, vừa cái đầu nó ngáp ngáp á. Vừa không? Con này nó cắn độc hại lắm nha mọi người. Nó là con độc của mọi người. Mình đang cho nó tơ liệt của mọi người. Mình thấy cái đuôi đó không? Cái đầu nó ngáp ngáp đó thôi mọi người. Thấy không? Rắn lục đuôi đỏ nha mọi người. Thấy mọi người thấy cái đầu ngáp ngáp không? Được không? Bằng đêm nha mọi người. Cái này bằng đêm nó ra nó đu trên mấy cái cây mọi người. Còn hướng á. Bằng ngày thì nó không thấy đường nhưng bằng đêm nó thấy rõ lắm nha mọi người. Được không? Nói chung đây là rắn độc cho mọi người. Cái này gồm thấy cái màu xanh là thấy ớt á, vậy tại vườn mình cây cấu nhiều mọi người. Buổi tối nó hay thường ở trên mấy cây mọi người. Đó, rất là nguy hiểm. Không được đâu. Đuôi rắn lục đuôi đỏ. Con này được cắn mà độc lắm nha mọi người. Cẩn thận nha. Chia sẻ cho mọi người thôi ha. Rồi, nó ngáp ngáp cái đầu thấy ghê không?